Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Video clip này Điệp xin cập nhật đến với cô chú và các anh chị lịch giải quyết hồ sơ tại trung tâm Visa NVC cập nhật đến ngày 10 tháng 5 năm 2021. Qua lịch cập nhật này, trung tâm Visa NVC sẽ xét cấp case number và invoice ID number cho những hồ sơ mà được sở di trú xét chấp thuận. Xét các hồ sơ làm 6 bước với trung tâm Visa NVC và trả lời thư Ask NVC mà cô chú và các anh chị gửi để hỏi cách thắc mắc về hồ sơ của mình. Xin mời cô chú và các anh chị cùng theo dõi chi tiết. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Theo lịch cập nhật mới nhất của trung tâm Visa NVC ngày hôm nay, trung tâm đang xét cấp case number và invoice ID number cho những hồ sơ mà trung tâm nhận được từ sở di trú gửi qua. Các hồ sơ này đã được sở di trú xét chấp thuận. Là ngày 3 tháng 5 năm 2021, tăng được đến 12 ngày so với tuần trước. Tuần này NVC cấp case number và invoice ID number khá nhanh. Thời gian thông thường mà trung tâm Visa nhận được hồ sơ từ sở di trú gửi qua là từ 30 cho đến 45 ngày. Và theo lịch cập nhật mới nhất của trung tâm Visa NVC, trung tâm đang xét các hồ sơ nộp đủ giấy tờ làm 6 bước với NVC. Đến ngày 2 tháng 4 năm 2021, tăng được 6 ngày so với tuần trước. Sáu bước NVC là hồ sơ của cô chú và các anh chị làm các bước như là đóng tiền phí visa và phí bảo trợ tài chính, điền đơn DS-260, nộp các giấy tờ bảo trợ tài chính của người bảo lãnh và nộp các giấy tờ dân sự của người được bảo lãnh. Và theo lịch cập nhật của trung tâm Visa NVC, trung tâm đang trả lời đơn Ask NVC mà cô chú và các anh chị gửi để hỏi các thắc mắc về hồ sơ của mình. Đến ngày 27 tháng 4 năm 2021, tăng được 8 ngày so với tuần trước. Và đây là mẫu thư Ask NVC. Thông qua mẫu đơn này thì cô chú và các anh chị có thể gửi cho NVC để xin case number và invoice ID number nếu như hồ sơ của chúng ta chưa có thông tin này. Hoặc là để chúng ta cập nhật địa chỉ nhà của người bảo lãnh nếu như chúng ta có đổi địa chỉ nhà mới. Và cũng như là hỏi thăm tình trạng mở hồ sơ sau khi ngày ưu tiên của lịch mở hồ sơ đã đáo hạn hay còn gọi là vượt qua ngày ưu tiên của hồ sơ. Chi tiết cách điền đơn Ask NVC Điệp đã có chia sẻ ở video clip này, đồng thời cũng có các mẫu thư hỏi, cô chú và các anh chị có thể tham khảo thêm nha. Lịch giải quyết hồ sơ tại trung tâm Visa NVC sẽ được Điệp cập nhật vào mỗi tối thứ hai hàng tuần, hoặc là trễ nhất là vào sáng thứ ba. Cô chú và các anh chị nhớ đón theo dõi nha. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.